Xin chào quý vị và các bạn, mình là Ngọc Ánh. Ngày hôm nay thì Ngọc Ánh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một không gian được thiết kế theo phong cách đương đại và được thi công bởi Nội thất Đức Dương. Có lẽ rằng điểm đầu tiên mà chúng ta cần được nhìn thấy đó chính là một chiếc kệ trang trí ở đây ạ. Rất là sang trọng đúng không ạ? Chiếc kệ trang trí này thì được làm 100% từ chất liệu gỗ óc chó tự nhiên và kết hợp với mảng tường đá cao cấp tự nhiên ở đằng sau nữa. Mảng tường đá này thì với màu sắc đó chính là màu tươi sáng hòa quyện với cái màu của gỗ óc chó tự nhiên, nó đem lại một cái sự tương phản. Tuy nhiên thì vẫn đảm bảo được về mặt thẩm mỹ là đem lại một cảm giác sang trọng và rất là xinh xắn ở cái khu trang trí ngay khi mà chúng ta bước chân từ cửa vào đúng không ạ? Và có lẽ bây giờ thì xin mời quý vị sẽ tiến vào trong để xem là căn hộ này có điều gì đặc biệt nhé. Quý vị và các bạn thân mến, và đây chính là không gian phòng khách. Khi mà chúng ta bước vào không gian phòng khách này thì đầu tiên đấy chính là gam màu gỗ óc chó 100% tự nhiên đem lại một cảm giác rất là sang trọng. Và điều thứ hai đó chính là không gian ở đây thì rất là rộng này, thoáng và rất là tiện nghi nữa. Có một điều mà làm nên cái sự đặc biệt của căn phòng này đấy chính là sự kết hợp của ba nhóm yếu tố. Nhóm yếu tố bao gồm đầu tiên đó chính là nội thất gỗ óc chó 100% tự nhiên và hàng trăm năm tuổi. Thứ hai đó chính là đồng nguyên khối phát sáng. Và thứ ba đó chính là đá tự nhiên cao cấp. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ đi từ chiếc bàn đi, bởi vì đây là một chiếc bàn mà khá là đặc biệt và có những cái chi tiết thủ công rất là cầu kỳ, tinh tế và tỉ mỉ. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy là những cái đường phào chỉ được làm thủ công đó và được xử lý rất là tinh tế ở đây. Bên cạnh đó là các cái đường cắt vát như thế này thì sẽ tạo nên một cái điểm nhấn cho cái bàn, nó không còn đơn giản, nó không còn đơn điệu nữa, và đặc biệt hơn là tạo nên cái sự an toàn cho cái người sử dụng. Bên cạnh đó thì cái mặt phẳng cũng được tối giản và sang trọng hơn khi mà kết hợp với các cái màu sắc của đồng nguyên khối này, ví dụ là ở phần chân của bàn đó. Quý vị có thể nhìn ở phía dưới là phần chân của bàn, và với cái sự kết hợp gam màu giữa màu của gỗ tự nhiên và màu của đồng nguyên khối phát sáng thì đây cũng là một sự sáng tạo độc đáo, một sự kết hợp rất là hòa quyện và hài hòa với nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian của chiếc ghế sofa ở đây. Chiếc ghế sofa ở đây thì bên tức là cái background đấy ạ, thì được làm bằng nội thất gỗ óc chó tất nhiên rồi, và bên trên thì sẽ được mix với chất liệu, đấy chính là chất liệu da. Da này thì được nhập khẩu từ Ý và được nhập khẩu từ nhà sản xuất, được làm từ nhà sản xuất cung cấp da cho hãng xe Rolls-Royce. Và điều này thì thứ nhất đó là uy tín và chất lượng rồi, và thứ hai đó chính là da thì khi mà sử dụng thì rất là mềm, rất là thoải mái. Màu da thì match với màu của gỗ óc chó thì tạo nên một cảm giác rất là sang trọng và rất là hài hòa. Đó, gam màu kết hợp rất là hài hòa với nhau. Và nhìn sâu hơn một chút xíu nữa về phía kệ trang trí ở đây. Đó, những cái tủ trang trí ở đây. Đầu tiên thì có lẽ chúng ta phải nói đến đó chính là một cái mảng vách trang trí. Mảng vách trang trí này thì nhìn sâu hơn và kỹ hơn một chút, tỉ mỉ hơn một chút thì quý vị có thể thấy là đây là những cái đường nét xương cá 3D. Đó, và được làm nổi lên trên một chút và tạo nên cảm giác rất là sang trọng này. Và vì sao lại có được cái đường nét 3D hình xương cá như thế này? Bởi vì đường vách này thì sẽ match với cái sàn nhà bên dưới. Sàn nhà bên dưới thì cũng là những cái đường nét hình xương cá. Thế nên là hai cái thiết kế này nó sẽ match và nó sẽ link với nhau, tạo nên một cảm giác rất là hòa quyện, tông xoẹt tông đấy ạ. Còn bên này thì sao ạ? Bên này thì đó là một cái bức, đó chính là cái tủ hai mặt. Cái tủ hai mặt này thì đầu tiên tủ âm hai mặt, nói kỹ hơn đó là tủ âm hai mặt. Đầu tiên là sẽ tạo nên cảm giác đấy là cái sự liên kết cho hai không gian giữa phòng khách và phòng bếp. Và thứ hai nữa là nó sẽ mang một cái tính thẩm mỹ rất cao cho căn phòng. Bởi vì đây thứ nhất là màu sắc của gỗ óc chó rồi, và thứ hai nữa là được kết hợp bởi cái kính cường lực. Đây, kính cường lực màu đen như thế này thì sẽ tạo nên cái chiều sâu cho căn phòng hơn. Và cái tông màu khi mà kết hợp như thế này thì cũng rất là hài hòa và cũng rất là duyên dáng nữa, tạo nên cho cái căn phòng khách này một cảm giác rất là sang trọng này, thượng lưu này, đẳng cấp và rất là rộng và rất là thoáng. Sau đây chắc có lẽ là một khu vực tạo nên điểm nhấn cũng như là một ngôn ngữ thiết kế rất đặc biệt của căn phòng này. Đó chính là sự kết hợp như đây ạ, kệ là gỗ óc chó 100% tự nhiên này, và kết hợp với màu sắc của đồng
nguyên khối phát sáng, đó chính là cái phần chân kệ ở bên dưới, quý vị có thể theo dõi. Và một điểm nữa mà giúp cho căn phòng của chúng ta sang trọng hơn và được nâng cấp lên rất nhiều, đó chính là cái mảng tranh bằng đá cao cấp tự nhiên như thế này. Đó, tất cả những cái đường vân, những cái đường nét của đá này đều là tự nhiên cả. Và khi mà cái màu sắc của đá và gỗ này cũng như của đồng hòa quyện vào với nhau thì tạo nên một cảm giác rất là thoải mái này, thư thái này, và được nâng căn phòng lên ở một level khác luôn, và cảm giác là sang trọng hơn rất nhiều, hòa quyện với thiên nhiên hơn rất nhiều. Bức tranh đá này thì được đặt trên nền của phần lan chỉ gỗ óc chó ở đây. Đó, một cái ngôn ngữ thiết kế cũng rất là độc đáo, sáng tạo và cũng khá là mới nữa, và khiến cho căn phòng của chúng ta cầu kỳ hơn. Tuy là cái tôn chỉ ban đầu của nội thất Đức Dương đó là đơn giản, tối giản và sang trọng, tuy nhiên thì những cái điểm rất là nhỏ, chi tiết rất là nhỏ như thế này thì lại tạo nên một cái cảm giác rất là cầu kỳ và có một chút gì đấy rất là tinh tế trong cái phòng khách. Nối với không gian phòng khách thì đó là không gian của bàn ăn, tạo nên cái tính liên tục của cả một không gian. Ở đây thì chất liệu chính của chiếc bàn này vẫn sẽ là nội thất gỗ óc chó rồi, và ngôn ngữ thì vẫn sẽ tôn trọng những cái chi tiết, đó là chi tiết bo cong, tạo nên những cái đường nét rất là mềm mại, rất là thoải mái và có gì đấy rất là sang trọng và tinh tế ở đây. Sang một chút nữa thì quý vị có thể theo dõi, đây chính là một chiếc tủ rượu cũng rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì cũng có khá là nhiều những cái ô, những cái vách khác nhau để giúp cho chúng ta có thể trang trí tiện nghi và dễ dàng hơn. Đó, và có một điểm nữa đặc biệt hơn và tạo điểm nhấn cũng như là bừng sáng cả cái khu vực bàn ăn này, đó chính là cái mảng vách trang trí ở đây. Mảng vách trang trí ở đây thì được kết hợp bởi 3 yếu tố chính. Đầu tiên đó chính là đồng uốn nguyên khối phát sáng. Thứ hai đó chính là những cái chỉ lan bằng gỗ óc chó và cào xước như thế này. Và thứ ba nữa đó chính là cái phần gương. Đó, sự kết hợp của ba cái yếu tố này vào với nhau cộng hưởng lại thì sẽ giúp cho cái không gian đầu tiên là đáp ứng về mặt thẩm mỹ rất là sang này, rất là đẹp. Và thứ hai nữa là giúp cho không gian của chúng ta được mở rộng ra và sẽ sáng hơn rất là nhiều. Thực ra là nhìn cái bàn ăn rộng rãi như thế này thôi, tuy nhiên thì xét về tổng thể cả cái không gian thì lại rất là ấm cúng và tạo nên cái sự tình cảm hơn cho cả gia đình khi mà chúng ta lựa chọn đây sẽ là nơi để quây quần vào mỗi một ngày khi mà làm việc. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với một căn phòng đặc biệt nhất, đó chính là phòng master. Đi theo Ngọc Anh nhé. Đây. Phòng master này thì với một thiết kế rất là tối giản và sang trọng, tạo nên một cảm giác rất ấm cúng và thư thái cho chủ nhân. Bên cạnh đó thì với giữ nguyên được tất cả các chi tiết, ví dụ như là bo tròn này và phào chỉ này, tất cả những chi tiết này thì sẽ tạo nên một cảm giác rất là sang trọng này, ấm cúng này, và đặc biệt hơn rất là an toàn cho người sử dụng nữa. Có một điều cũng khá đặc biệt, tạo nên một điểm nhấn của căn phòng mà Ngọc Ánh sẽ giới thiệu đến quý vị, đó chính là bức tường ở đây. Đó, bức tường này thì được làm bằng chất liệu gỗ sơn giả đá và có một gam màu rất là tươi sáng và tương phản với hầu như là toàn bộ màu của căn phòng luôn. Điều này thì sẽ tạo nên một điểm nhấn rất đặc biệt cho căn phòng và tôn lên cái vẻ đẹp của gỗ, và điều đặc biệt hơn là sẽ giúp cho căn phòng bừng sáng hơn rất nhiều. Đó, về phía bên tay phải bên này, đó, đây là cái phía giáp với ban công. Ban công ở ngoài này thì khá là thoáng và rất là sáng, đủ ánh sáng vào căn phòng luôn. Và có một cái phần nữa cũng tạo nên một điểm nhấn khá đặc biệt cho căn phòng, đó chính là cái mảng gỗ CNC ở đây. Đó, nhìn thì khá là cách điệu và rất là cầu kỳ. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng cái tấm CNC này vệ sinh thì cũng rất là dễ dàng thôi. Đó, tạo nên cái sự tiện lợi cho chủ nhà đúng không ạ? Bên này thì đằng sau đó chính là một căn phòng thay đồ, và ở giữa đó là một cửa trượt. Cửa trượt này thì đầu tiên chắc chắn là sẽ tiết kiệm cái không gian diện tích của căn phòng hơn, bởi vì nó chỉ mất có một khoảng để kéo ra kéo vào mà thôi. Tiếp theo nữa là với cái thiết kế đó chính là cái soi chỉ ở đây. Đó, khiến cho cửa của chúng ta trở nên sang trọng hơn rất nhiều và cách điệu hơn, không hề đơn giản một chút nào đúng không ạ?
Cá nhân mình thì mình rất là thích những cánh cửa trượt như thế này, vừa tiết kiệm diện tích lại thiết kế rất là tinh tế. Và vào bên trong thì đó là một không gian phòng thay đồ khá là rộng rãi và thoáng mát, để có thể tiện lợi trong những khoảnh khắc riêng tư của chủ nhân hơn. Thực ra thì đây là tủ quần áo của chủ nhà nên chắc là mình sẽ không thể mở ra để review cho các bạn được đâu. Tuy nhiên thì nhìn ở bên ngoài đó, đây là tủ âm rất là rộng và tạo nên một cái không gian khá là tiết kiệm diện tích cho căn phòng này. Và đặc biệt hơn là với cái thiết kế đó, thiết kế gỗ ốc chó và có những cái đường soi chỉ ở đây, nó tạo nên một cảm giác rất là sang trọng cho chiếc tủ này. Uầy, ở bên trên thì không gian khá là rộng này, các bạn nhìn thấy không? Bên trên chúng ta còn có cả hai cái ngăn rất là to để có thể đựng ví dụ như là chăn này hay là đồ mùa đông đó, thì các bạn cũng có thể để ở phía trên này, rất là tiện lợi. Mình thấy là cái căn phòng mà thay đồ rộng rãi như thế này thì rất là thích. Chắc là ngày nào cũng phải vào đây để tìm kiếm, để thay đồ rồi để chọn đồ quần áo đấy các bạn ạ. Đó, rất là thích cái cửa này. Mà đặc biệt hơn là khi kéo á, càng về sau thì càng có một cảm giác là hơi cứng một chút. Ví dụ mà trong nhà có trẻ con á, mà các bạn ấy chơi mà các bạn ấy dập cửa thì chắc chắn là cũng không phải lo. Bởi vì là đây này, các bạn nhìn thấy không? Đó, tự động luôn. Đó, nó sẽ tự vào và nó sẽ không bị dập mạnh quá. Và hầu như là tất cả nội thất ở trong này 100% được làm bằng gỗ ốc chó. Vì vậy nên là khi bước vào căn phòng là đã cảm thấy căn phòng sang trọng hơn, thời thượng hơn rất là nhiều rồi. Và ở đây đối diện với chiếc giường đó, đó chính là khu vách và kệ tivi rất là rộng. Và đặc biệt hơn là kệ tivi thì không phải là kệ đứng mà là kệ treo, thì sẽ tạo nên cảm giác cho căn phòng được bay bổng hơn, nhẹ nhàng hơn và không có cảm giác nặng nề. Bên cạnh đó thì đây ạ, cũng có một cái tường được làm bằng gỗ và sơn giả đá, có một cái màu sắc rất là sáng giống như cái tường ở phần giường mà các bạn vừa mới được theo dõi đó, thì cũng khiến cho căn phòng của chúng ta có một điểm nhấn và bừng sáng căn phòng hơn. Và khi mà để tivi ở đây thì chúng ta cũng dễ theo dõi hơn rất nhiều trên một cái nền trắng như thế này, đúng không ạ? Đó, đây, cái chi tiết này rất là sang. Nhìn rất đơn giản thì nhưng mà rất là sang. Đó chính là cái chi tiết đó là soi chỉ. Đó, các bạn thấy không ạ? Với tất cả những cái đường chi tiết vừa tối giản như thế này, cá nhân Ngọc Ánh thì cảm thấy là những gì mà càng tối giản, càng đơn giản thì nó lại càng tạo nên cảm giác sang trọng. Bởi vì là cái gì quá là cầu kỳ thì lại hơi rối mắt, đúng không ạ? Và đây sẽ là một vị trí rất đặc biệt và quan trọng của các chị em, đó chính là khu vực bàn trang điểm. Đó, khu vực bàn trang điểm này thì đúng là nhìn nó sẽ cầu kỳ hơn một chút bởi vì có các cái chi tiết phao chỉ ở đây. Đó, nhìn cái nền, cái background á, nhìn nó đã sang trọng hơn và nó đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Kết hợp với gương này, tất cả đều làm bằng gỗ ốc chó nha các bạn nhé. Và đặc biệt là bàn. Bàn thì cũng có diện tích khá là rộng, đủ để cho chúng ta có thể để đồ make up này, skin care này, máy làm tóc này, tất cả mọi thứ này, hoa trang trí này. Và ở đây thì sẽ có hai cái ngăn kéo. Đây có hai cái ngăn kéo để đồ make up cũng như là đồ cá nhân của anh chị ở trong này. Đó. Và sẽ có một cái ghế đôn ở đây. Nói chung lại thì nhìn bao quát cả căn phòng thì thấy rất là rộng rãi, thoáng mát và rất là tiện nghi, đặc biệt là khá là sang trọng. Nhưng mà có một điểm mà mình muốn chỉ cho các bạn. Đây là phần kệ đầu giường này, sau đó đến giường này, sau đó đến táp này, bàn trang điểm này. Đây thì ngôn ngữ thiết kế như vậy thì được coi là một cái công năng liên hoàn. Tức là mình có thể sử dụng tiện nghi liên tục luôn và nó không bị ngăn cách, và không có một cái rào cản nào cả. Đó, nên là mình nghĩ rằng cả một căn phòng này thì vừa sang trọng này và rất là tiện nghi nữa. Và đặc biệt là cái màu sắc gam màu của gỗ ốc chó thì bao giờ cũng đem lại một cái cảm giác rất là thượng lưu á. Đó, thì đấy là những từ mà mình có thể nói với căn phòng master này. Và đây là phòng ngủ của con trai. Đây là một sự kết hợp giữa không gian nghỉ ngơi này và không gian làm việc cũng như là học tập, tạo nên cái sự tiện lợi cho cả căn phòng này. Và căn phòng này thì sẽ phù hợp với nhu cầu của người trẻ hơn, trẻ trung hơn, năng động hơn và tất nhiên là vẫn giữ được một độ sang trọng nhất định.
Bên cạnh đó thì với sự kết hợp của chất liệu chính, đó chính là gỗ óc chó cũng như là gỗ công nghiệp, thì cũng tạo nên cho căn phòng có một điểm nhấn khá là đặc biệt. Và bây giờ thì các bạn nhìn kỹ vào đây, chúng ta sẽ có một cái mảng tường trang trí rất là sáng và là một điểm đặc biệt của căn phòng này, được kết hợp giữa gỗ giả đá này và các cái nẹp chỉ đồng, đó tạo nên cảm giác vừa trẻ trung, tiện nghi nhưng mà lại rất là sang trọng. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này thì tiết kiệm diện tích hơn, vì vậy nên tất cả các nội thất gỗ óc chó trong này thì được thiết kế một cách tối ưu nhất về công năng cũng như là về diện tích để giúp cho người sử dụng sẽ cảm thấy tiện lợi hơn. Nhưng mà điều đấy thì lại không làm mất đi tính thẩm mỹ của căn phòng. Căn phòng thì vẫn được đảm bảo tính sang trọng và đặc biệt là rất trẻ trung cho người sử dụng đấy ạ. Và đây là không gian phòng bếp rất là rộng và thoáng. Đây là sự kết hợp giữa màu sắc nâu sẫm này và đen ghi của gỗ óc chó cũng như là gỗ công nghiệp acrylic đó. Và cái sự kết hợp này thì sẽ tạo nên một cái gam màu rất là ấm và rất là thoải mái khi mà chúng ta vào cái gian bếp này. Thêm nữa thì vì cái diện tích tiết kiệm thôi nên là nội thất gỗ óc chó ở đây sẽ được thiết kế một cách tối ưu công năng nhất và tạo nên cảm giác liên tục khi mà chúng ta sử dụng tất cả những cái đồ bếp ở đây đó. Nên là quý vị sẽ cảm thấy tiện lợi hơn rất là nhiều, và khi vào bếp thì sẽ có cảm giác yên bình hơn, thư thái hơn và muốn làm đồ ăn ngon hơn rất là nhiều đấy ạ. Quy trình thiết kế thi công nội thất mang phong cách đương đại. Nội thất Đức Dương chú trọng vào không gian sử dụng, nghệ thuật thể hiện thì giữ chừng mực và có giới hạn riêng bằng cách là cân bằng các đường thẳng, yếu tố điêu khắc, trang trí và đặc biệt là những gang màu từ vật liệu tự nhiên. Quy trình thiết kế thi công 7 bước thì sẽ kiến tạo nên một không gian sang trọng, thời thượng hơn, thịnh vượng hơn và ấm cúng, yên bình hơn cho người sử dụng. Và nếu như bạn là một người thích những phong cách, những đường nét linh hoạt, sắc sảo như thế này thì không gian này sẽ như ngọc.